sao cái đường này từ khi mình đi đến Điện Biên rồi em làm công nhân ngân hàng à đã từ lúc này rồi để toàn luôn. Chăm chút có về vương nghiệp của nó không? Đó, chiều nói luôn. Dạ. Để nó kiếm tiền. Cái này cũng là một đồng đồ gì mà cho làm nó hết. Cái giá này tự nhiên. Cái giá này tự nhiên nó biết bao nhiêu. Đang nghe. Đó. Dạ, và đồng chí ạ. Dạ. Và có việc như đây là có 10 phút trải qua. Em ở dưới. Vâng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ anh xếp đi cái gì luôn còn thôi bây giờ sợ anh sợ yếu bữa lấy một bó hồ sơ kẹt vào để đi đi nó tùm lum rồi gì vậy à, tại vì cứ dùng bó hồ sơ để kẹt vào cái gì cái hồ sơ đó yếu hồ hồ được khó là trong một chuyến bỏ qua lên lấy hồ tại vì lần trước là một số hộ dân nó kêu là kiến nghị đó được hồ sơ ra hàng ngày chung hồ sơ thì chung hồ sơ đô ra để giải trình luôn hơn 20 ký chứ kiếm là một tổng có trả lợi dụng để đó nào
Lô Facebook. Hai ba giờ sáng. Tiếp lên Facebook với Zalo chứ là đi hỏi làm gì? Nó này rảnh mà. Thank you.
đó thì thuận là không ý rồi đó là chị nhậu mình nhậu ta ngon nghe lâu lắm rồi Buông đi coi.